Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu là thông tin liên quan đến vụ 3 công nhân tử vong trong hầm thủy điện ở Lai Châu xảy ra vào ngày 11 tháng 7. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn lao động tại công trình thủy điện Nậm Quẩy 1. Vào khoảng gần 4 giờ sáng ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc xảy ra sự cố trong quá trình thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Quẩy 1 do công ty cổ phần Nậm Quẩy 1 làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn T&D86 là đơn vị thi công, có 3 công nhân bị mắc kẹt bên trong hầm. Quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 3 công nhân đã tử vong từ trước do suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn. Theo điều tra, vào ngày 9 tháng 7, cũng tại công trình này đã xảy ra sự cố tương tự. Một công nhân bị ngất do ngộ độc khí phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều ngày 10 tháng 7, đơn vị sử dụng lao động vẫn tiếp tục để công nhân vào trong hầm để thi công mà không có biện pháp đảm bảo an toàn. Lửa lại bùng phát tại nhà dân và cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con. Sáng nay ngày 14 tháng 7, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 7 tại căn nhà nằm trong hẻm 497 đường Thống Nhất, phường 16 quận Gò Vấp. Ngay lập tức, công an địa phương cùng hàng chục người dân đã có mặt dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện nhanh chóng tới hiện trường và vụ hỏa hoạn được dập tắt sau ít phút. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà và khiến 3 mẹ con tử vong. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp tục các tin tức an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng gồm Võ Hoàng Duy, Nguyễn Đặng Tiên Quan cùng chú tại huyện Tây Sơn và Nguyễn Hoài Phúc chú tại thành phố Quy Nhơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện chiếc xe ô tô lưu thông hướng từ tỉnh Gia Lai đi thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 3 người. Qua khám xét, tổ công tác đã phát hiện một gói ni lông chứa khoảng 99,5 gram ketamin và một khẩu súng dạng rulo. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, Trần Khắc Vũ, chú tại xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn tạm giữ hình sự để điều tra. Vào sáng ngày 11 tháng 7, Công an huyện Trà Ôn đã kiểm tra và bắt giữ Vũ tại một quán cà phê trên địa bàn xã Hòa Bình khi đang có hành vi tổ chức đánh bạc. Kiểm tra nhanh hai điện thoại di động của đối tượng, lực lượng công an phát hiện nhiều tài liệu có liên quan đến việc cá độ bóng đá. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Vũ, công an thu giữ một quyển sổ ghi nhiều con số của các trận bóng đá trong nhiều ngày và số lô số đề cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Chỉ tính riêng số tiền Vũ hoạt động cá độ bóng đá trong đêm mùng 10 tháng 7 và rạng sáng ngày 11 tháng 7 là khoảng 9 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Nam, chú tại huyện Bát Sát và Nguyễn Văn Nam, chú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Lào Cai. Trong hai đối tượng, thì Hồ Văn Nam đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới được tha tù vào tháng 3 năm nay. Tại cơ quan công an, Hồ Văn Nam khai nhận sau khi ra tù đã tự chế ra vam phá khóa và thực hiện trộm cắp nhiều xe máy trên địa bàn thành phố Lào Cai. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Nam là đồng phạm tiêu thụ tài sản trộm cắp. Cơ quan công an đã thu hồi 3 xe máy cùng một số tang vật có liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật. Bản tin nhanh sáng nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.